Phải không? Đút thẻ này giờ xài được nha bạn. Cái này bữa ông khè khè mà giờ coi thử không đút được con nào, không đút được kìa. Đây mình coi coi ông làm cho. Trời ơi các bạn. 150 kara chứ cái này không. Cái này không 150 kara. Batet. Batet Philippe. Đây là dòng mình cũng rất là thích nha bạn. Đây là dòng gọi là cao cấp nhất của dòng đồng hồ. Như em nhớ làm là cỡ 3 tỷ. Cỡ 150 ngàn hả? 200 ngàn là 4 tỷ 6. Đâu nhiêu đó. Đây góc tay của mình với ổng là để so cho dễ hiểu. Cái góc tay của ổng. Đây là cái ly gần đụng đầu đó. Trời ơi. Đây là cao không? Ok các bạn, thì hôm nay sẽ là một video chiều theo rất là nhiều bạn yêu cầu, đó là đi thăm tượng nữ thần tự do ở tại New York, Mỹ. Đây là một trong những biểu tượng là rất là nổi tiếng ở tại Mỹ luôn các bạn à. Hầu như là đây là biểu tượng xuất hiện tất cả các tạp chí hoặc là các kiểu biểu tượng đi du lịch mà khi mà tới Mỹ các bạn đều thấy. Thì để đi tới tượng nữ thần tự do thì mình phải đi qua một cái đảo và phải đi thuyền qua nữa các bạn à. Thì đồng hành hôm nay chúng ta có một vị khách rất là đặc biệt, đó là đi chung với anh Johnny Đen các bạn. Johnny Đăng. Thì mình đang đứng tại Times Square luôn, thì khách sạn ở dưới chỗ này nè. Thì tại vì mình là mình ở vùng ngoại ô, trường mình ở vùng ngoại ô nên mình sẽ đi vô đây là khoảng 1 tiếng. Rồi mình gửi xe rồi đi với anh cho đi đang đi qua đó chơi. Và đặc biệt nữa là mình sẽ đi tàu điện ngầm. Lần đầu tiên mình đi tàu điện ngầm tại Mỹ luôn, coi thử tàu điện ngầm ở Mỹ có khác gì bên Nhật Bản, ở bên Hàn Quốc, Dubai rồi gì không các bạn. Ok, theo chân mình. Giờ đăng ký khách sạn của anh Johnny Đen nằm đâu đây? Trời ơi, núp đây dưới sếp. Hai. Trời ơi. Trời ơi, hai rồi. Nam chụp bên đây. Ok vậy anh. Trời ơi, cái bên bự không xịn đâu. Trời ơi, đi gương đi đồ kìa. Trời ơi, quay làm gì? Đi thăm đường. Đường mày đeo sót lại về thấy một sót trên kính mang một sót. Thì hả? Cả đó sao đâu, dài cho đẹp. Đây, đây anh vô đi cái này qua New York mà ngay chạy Times Square luôn mà đeo đồ như gì mà không có bảo vệ là có mày bảo vệ rồi. Bảo vệ rồi. Good. Giờ muốn đi ăn đâu? Muốn đi ăn phở hay là đi ăn muốn ăn này không? Ăn gì ăn gì anh? Hamburger này hả? Hamburger hay phở? Ok, vậy theo gần vô ăn rồi đi xuống tàu điện ngầm đúng không? Ok. Hay sao? Vậy đi. Chắc phải đi mướn xe subway đi cho chắc. Ừ. Nó sợ điện ngầm nó sợ cướp. Ai? Đi tàu ngầm hay đi kia? Đi tàu ngầm đi. Tàu ngầm á? Ừ. Ok, phải về thay quần, ăn xong rồi phải quần lẹ. Vậy hả? Ok. Okay. Xin đi được bữa kia đi. Chào mọi người. Ê, đang đây. Dạo này thấy Khoa nó qua New York sợ nó bị bắt cóc. Qua đây coi tình hình nó sao đây. Được không? Thấy các bạn đi đâu luôn á, anh vui đang đi theo á. À. Đi vào Cali anh cũng đi qua, qua bên New York anh cũng đi qua luôn các bạn. Để mấy xương này nó sống tốt rồi mới về chứ không. Nè. À, mình phải xuống dưới line này. Đây. Để tôi biết bạn bây giờ tôi chơi get line nè, how you doing? Yes sir. Oh shit. Anh đi theo bên này luôn đúng không? Anh cameraman đó hả? Anh vô điện này đi theo bên này luôn là biết xịn cỡ nào rồi. Em khỏe không? Khỏe đâu? Khỏe không? Khỏe hả anh? Trời ơi. Lại em làm phải đi get line. They don't got vaccination cards on you? Yeah, we got vaccination cards. I don't know. Có giấy vaccine không? Rồi gì? Giấy vaccine á. Phải cầm vaccine ở đây nữa hả? Không cần,
Gao đi cầm đứa chín. Tao vắc xin gì anh chích, vắc xin gì anh vô đây. Có vô đến chích vắc xin gì đây? Đến chính vắc xin của COVID á. Nhưng mà ý nó là vắc xin gì? Pfizer. Pfizer. Mình cũng chích Pfizer đầy đủ luôn. Nói chung mấy mũi rồi? Hai mũi luôn. Nói chung ở bên này á là bên Mỹ là chích hai mũi là có cái tờ giấy này nè, mới không đi khẩu trang. Còn có còn tờ giấy đâu? Để trong xe rồi anh. Khẩu trang đi. Cái tội theo luật đi. Chỉnh quá anh, cái này đây là nhiêu tiền vậy? Nói cái trẻ nhà nghe đi. Phải được ha. Thôi coi. Phải được ha. Đó, đeo thử coi. Được rồi. Phải đeo vô mới thấy. Ồ, nhìn như vậy. Cái này không? Kính một sòn có lý. Hợp lý luôn nè. Trời, ông đeo vậy đi, ổng ngại quá thôi, cất làm cái chuyện cho mẹ đó. Mũ đàn boy không? Đàn boy á. Đàn boy giờ này sao? Ê, tí mình nói vào đàn mình boy. Đàn boy khói, đàn mình boy coi. Đàn mình boy khói. Đàn mình coi. Cái đi ăn hamburger mà vô giống như là đi quýnh lộn với anh. Đi có cái team nữa, bạn coi cái team nữa, đi ăn á, hamburger nữa các bạn. Trời ơi. Hamburger Mỹ. Đi hamburger thấy không? Cái này là anh này là mới đúng không? No, mai đây biết mai làm lâu rồi. Nó làm cho mình từ 2013. Nhưng mà ở Vegas. Trời ơi, đây đứng mà. Trời ơi, nó dài không? Hai hôm kia bữa là khác nữa. Đang ở Houston. Houston. Này Vegas. À, là... mới travel chính thì mình biết mai đi với mình. À, anh này là travel chính, là đi chung với anh Johnny. Dạ, tất cả. Vui bọn, đi qua New York, qua Times Square, đi với anh Johnny. Ừ, anh này là chứ mấy ông nội gia đình bên này nhiều biết anh nhiều quá. Dạ hả? Nhưng đúng không? Tại anh nổi bên đây. Dạ đen đâu không biết, khoa nó còn biết. Sống sao rồi, quá ổn định chưa? Nhà cửa sao vậy? Lang thang lóc bóp đây, chưa có cái chỗ ở đây. Dạ hả? Ừ. Thì tính là muốn qua đi. Em là lang thang thôi. Ở khách sạn này đây mai đó. Ở nhân khoa là xíu nhất. Hết thành phố này qua thành phố kia cho qua New York. Sao vậy? Đây đồ ăn, đây là gọi là tiệm gì đây? Các bạn coi. Đây là... Burger. Dining in, right? Yes. Yeah. I hope you don't get a seat. What do you order? What burger, do you have? Burger, fries, and... It's all one ticket? Yes, in one ticket, please. Ông bắn chống, chống đạn hả anh? Sao ông đỡ đạn được hả? Làm gì đỡ, bắn không vậy? We can sit separately or whatever. Yes, can have a burger with fries. Nothing on the burger? Đây là ở tại New York là nổi tiếng là mấy cái đồ ăn fast food. Hot dog rồi. Bây giờ tới burger. How you doing? Small or large? Medium. You only have small or large? Large. Ăn gì? Dũng Anh đi, anh ăn gì, đang nói nhỏ nhỏ thôi. Ăn burger ha. À burger. Burger của Mỹ là có thịt nè. À. Make me the same like mine. Đừng có chua nha. Cái gì chua chua đừng bỏ đây, đừng bỏ chua vô nha. Soy rồi. Đâu, đâu. Nó. Đâu đâu hay soy. No, they don't have it in there. What is it? You want the same exact like you? Yes. Yeah. Yeah, đó. À, à, burger. Uống này uống nước gì? Cúc em. Cúc. Mập vậy mà uống cúc. Mập không được uống cúc. Uống cúc. Yeah, you want a Coke? What do you want? Honey? Ah. So she order same. Có lemon juice. Okay. Lemon water. Medium. Hey, big size. Big size or big small size? Gotcha. You want another burger like you? Yes. Muốn gì? Bắt cái bếp hả? Bắt cái bếp còn nhiều. Nam muốn gì đó? Yeah. Hả? Thằng này nó giống em luôn. So one more order later. Four. Five? Go ahead, guys. Ăn rồi hả? So four order just the same. What do you drink? Uống gì? Không có. Thôi giống đây, giống em luôn đây. No cook. No cook. Whatever he drink. The lemon. Yeah. Okay. Nói vô, anh vô đang vô quậy tưng bừng luôn, trong này luôn thiệt tự luôn. Coi, bạn coi dép lại sau lưng à. Quậy tưng bừng á, ăn hamburger không mà quậy quá anh vô đi. Ừ, cái thẻ này xịn à. Đây, đây, đây. Đây mình voi cho bữa này, bữa mình coi luôn đi. Real gold, man. Real gold car, I got two of them. Ủa, sao nhìn nhiều thẻ vậy? Cái này thẻ bạc nữa hả? Vàng với bạc đi. Vàng bạc hả? Rồi không, đút thẻ này giờ xài được nha bạn. Cái này bữa không khè khè, bây giờ coi thứ không đút được, con nào không đút được kìa. Lấy mình vào coi car. Lấy mình coi car. Ê, lấy mình vào coi mua được không anh? Tương lai, tương lai. Chùm lấy mình vào coi bạn, trời ơi, tiền không nhiều lắm.
trong tương lai. Được rồi, được rồi, được rồi. Thank you. Thank you. Trời ơi. Tưởng rồi đi ăn hot dog nhá. Hả? I know. Tôi tính là đi ăn phở đợi du á. Dạ hả? Chứ không là... Phở mà anh kêu lấy xe đi, nó mệt quá tính đi tàu đi ngầm. Cho anh vô đi tàu đi ngầm cho nó ngầu. Dạ hả? Mình đi xuống tàu đi ngầm. À. Trời, anh giả bộ bị cướp bị giật gì đi, em quay cho người ta coi rồi chứ. Cái này bỏ ra giả bộ bị giật. Tụi mình nói giật một phát là banh sát giả bộ. Ủa nhưng mà đây nó có giật được không? Nó có giật gì luôn hả? Không biết nữa, nghe thằng Nam là ở đây tối qua mới gặp nó chụp hình. Chụp luôn hả? Ở Times Square thì nó ngán vậy thôi chứ mình đâu sợ, mình ơi mình giật người tham giật thôi chứ ai vậy. Mình đây không mà tim mình đông hùng hậu gì. Em nghĩ là tung hùng hậu không giật đâu. Thôi mình giật không rồi. Không biết ai chạy nhanh hơn, chạy vô đây chạy nhanh hơn lập xe đạp hoài rồi leo này tặng chưa? Tặng không? Chúc mình nhanh. Làm mình coi nè mẹ. Ủa, em làm mình coi riêng đó các bạn. Anh em có thấy nè, cho em mượn đeo cái coi. Trời ơi. Trời ơi. Đây mình coi không làm nha. Trời ơi các bạn. Đây là tiền của anh đó, Johnny Đen ông đang hạ bill nè, rất là chất lượng nha các bạn. Đã quá. Real coin luôn. 150 carat chứ cái này không. Cái này không 150 carat. Yeah. Trời ơi. Đeo hơi nặng ha. Đeo nặng á. Đi ba này đi coi người ấy luôn. Rồi, đây mọi người coi nha các bạn. Được không? Đã cộng dây chuyền kia cất vô điện này chồng nặng thiệt cái bỏ rồi. Cái này anh chơi vàng trắng đó luôn đúng không? Vàng trắng luôn đúng không? Vàng trắng nù ngon không bạn? Nù cái này nặng nhất mình nghĩ mấy cái ký á. Ai muốn mua không vậy? À. Cái này 350g là nhiêu rồi? 350g là được gần nửa ký. Nửa ký. Nặng á, nặng hơn, em thấy nặng hơn luôn á. Vậy hả? Ừ. Chưa tính kẻ hộp sò. Sao vậy? Ngọn gió nào thổi chúng ta tới đây vậy? À, qua gặp thằng Nelly. Nelly là... Biết rồi, nhạc rapper Nelly ông ta. Hôm qua mình đi mình mới làm cái tram cho nó lớn lắm. Vậy hả? À hả? Hát ở đây hả? Nó làm ở... Nó có show rất là lớn. Anh hay lắm nha. Mình đi chỗ bang nào là anh tự động có cái khách hàng có cái show chỗ đó. Chạy qua bữa bên Nelly, anh có cái show Nelly. Công hai chuyện. Đúng rồi. Thằng này hồi xưa, năm 1000 nó nè. Hồi xưa nó hát cái bài mà... Let me see your grill của bài Mỹ 2006. Đây là anh đi gặp khách hàng này, thực sự ai mà fan rap thì không biết nha. Đó còn mình thua hả? Đúng rồi. Đó bởi thua. Khi mình ra cái bài răng á, cái bài làm grill á, họ sáng tác cái bài, cái tên của bài đó là grill. À. 2005-2006 á. Xong từ cái từ đó là, cái từ đó là tới giờ luôn. Ngay sinh hoạt làm lớn luôn. À. Đây là nguồn gốc ra từ Rio nha bạn, là anh Johnny kết hợp với ông Rio này. Ông gì ông tên gì? Nelly. Làm ra cái bài hát. Ra bài hát nó xong ra cái từ Rio là chỉ về răng. Chứ lúc đầu răng nó phải là Rio đâu đúng không? Đúng rồi. À. Diamond hồi đó là cứ nói là diamond teeth. Teeth thôi đúng không? Diamond teeth. Đúng rồi. Khi mà nó kết tập ra cái bài răng đó là Rio. À, đó. Vấn đề chính của mình là vẫn là hôm nay ăn xong đi qua bên thăm Tự Hồn Tự Do đúng không? Anh đi thăm lần nào chưa? Chưa. Lần đầu tiên qua bao nhiêu năm, mấy năm chưa đi á. Hai năm chưa mà qua New York bao nhiêu lần rồi anh? Nhiều lắm rồi á. Nhiều lần. Ta mỗi lần qua bận không mà đúng là thật sự nếu không gặp Khoa bay về trả rồi. Đó. Delivery hàng về liền hiểu không? Chú ý anh qua anh bán cho mình này nè bạn. Tại mình mới khoi hàng real rồi đó. Khoi nha. Mình là mình khói tiền ảo mà các bạn. À đúng không? Tiền ảo nhưng mà giá trị thiệt đúng không? Giá trị thiệt mà. 150.000 là mình tính ra là tiền Việt là tầm khoảng tầm 4 tỷ. Bao nhiêu? Trời 4 tỷ á. À đâu bao nhiêu đâu. Trời ơi bao nhiêu á. Sợ thì. À giờ mới biết cái đồng hồ em lên giá anh. Đồng hồ em lên giá đúng không? Đúng rồi, hàng cũ đi lên giá. Cái đồng này 40. 40. Siêu mua cái bà mấy à. À. Giờ quá ngon. Giờ nó lên tới 4 mấy, 4 mấy ngàn. Trời ơi giờ không ngờ mình lời được 49-50 ngàn luôn. Tính là đó giờ đòi món đầu tư mình lời nhất là này lời được 10.000 đô. Còn đồng coi con sao đi coi đồng người cái no. Biết được nhiều coi. Đây đầu tư nhiều coi lắm. Trời ơi. Nhưng mà em lấy sao ủng hộ. Đúng rồi. Đi đạo phải không? Đến ông là cái bữa là mình đưa chỉ là gọi là gì em?
giao lưu rồi mất 60.000 cho bạn coi vui thôi, này mất lên bạn thấy bạn ngợp sao, ngợp cái nha, đúng không, đúng không, nhiều nhiều rồi 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 các bạn mở lên vẫn còn muốn họ ngợp nữa. Địa chỉ này mua cộng với chiên các bạn. Đây cái này của ảnh anh nên nói nhiều. 10 triệu coi được. Hơi bị chia, hơi bị xe cái nhà 10 triệu. Đúng đi, xây nhà lâu được rồi. Đi lên. Duyên mua cộng với chiên này là được rồi. Đâu coi mà lên đồng là có vô có 10 triệu. 10 triệu. Quá ngồi tại còn này dám đầu tư. Không sợ phải không? Cái này là lần tiên là mình phải tiết lộ cho anh biết là cái này đầu tư nhỏ thôi. Nhỏ chiếc tiền thiệt đó. Đó. Là 10 triệu coi tới nhiêu đó bạn. Giờ giá trị này mua được hơn 10 triệu coin men, that's good. Hơn à? Vậy bữa nó lên được 1 đồng là? Đúng rồi, mình đang cầu mong cho leader 1 đồng coin sẽ lên 1 đồng. Khoa sẽ biến mất khỏi New York. Hồi đó lên kiếm ổng sẽ không ra. Nó lên 1 đồng là mình không còn là đi. Nó làm gì nó có 10 triệu đô nè, hiện giờ luôn nè. Bây giờ nó mấy triệu đô. Đồ ăn, ok. À, mấy 10 triệu đô bạn sẽ làm gì? À, cái này câu hỏi nó hay. Tính tiền trước đi, lên hồi tối. Có thằng GoPro vậy mà sáng ghê mày. Thỉnh thoảng cũng nhìn máy này cho nha, đừng nhìn máy này không. À. Đây. Khoa đang nằm mơ tính chuyện sẽ xài gì cho hết 10 triệu. À. Có tiền cũng cực lắm, nó phải dễ, phải tính chuyện xài nữa đúng không? Đó. Thứ nhất là trốn khỏi cho đi đặng, chứ không có vụ mua một sòn hết là mất 5 triệu. Nhưng hồi đó Khoa nào đồng hồ nào mua luôn không? Trời ơi. Thấy không? Ủa, mới làm cái mới đúng không? Mới làm hồng. Hattech. Ồ, Hattech. Bate Philip, đây là dòng mình cũng rất là thích nha bạn. Nhưng mà giờ chưa có tiền, chờ khi nào lên coin nó lên 10 triệu đô. Đợi đồng coin lên đi rồi tính. Là mình sẽ mua cái này đầu tiên các bạn. Bate Philip là một dòng gọi là rất là khói, Nautilus rồi vàng rồi. Này phải dòng Nautilus không? Anh. Nó cái này cái là mình dòng quân trả rồi. Đúng rồi, Nautilus sẽ lặn rồi đúng không? Nó bằng cái vàng hiện cái này nó vàng. Anh là anh mới đổi dây đúng không? Cái này mình nhận hộp thêm của nó chứ không phải mình nhận hộp vô. Có cái chuyện, cái đây là cái chuyện của Patek Philippe nữa các bạn. Đây là dòng gọi là cao cấp nhất của dòng đồng hồ Patek Philippe rồi. Nó là vàng đỏ. Vàng đỏ hả? Chứ phải vàng hồng hả? Hồng đỏ là một. Hồng đỏ là một. Rose gold mà em gọi là rose. Đã, cái này là chắc cũng phải, như em nhớ hôm nằm là cỡ 3 tỷ. Cỡ 150 ngàn hả? 200. Ôi ôi, 200 ngàn là 4 tỷ 6. Đâu nhiêu đâu, gì sao nhiêu nhé. 200 ngàn mà cái này mình lên tới 10 triệu. 10 triệu, nhiều triệu đô là... Lỡ mình có 10 triệu này với một phần mấy chứ nhiêu. Lớt xe mẹ mà, lỡ mình hay lắm. 10 triệu đô, nãy anh hỏi câu rất là hay. 10 triệu đô thì em làm gì đầu tiên? Đầu tiên là em xóa kênh YouTube luôn anh. Biến mất liền. Biến mất kênh YouTube mà. Biến mất liền. Chúng 10 triệu đô, cái lầm đây mình coi này mà lên 10 triệu đô là mình xóa kênh YouTube đầu tiên liền các bạn. Vậy hả? Để cho đi đặng không biết Khoa đang ở đâu. Đúng rồi. Bạn một ngày thì trời bạn thấy mình mất tích trên YouTube là bạn biết là đó là mình ôm 10 triệu đô là Dubai. Đúng rồi, đi bay bay rồi đúng rồi. Hồi đó phải qua Dubai kiếm Khoa mới được. Đúng rồi. Đã không? Ủa đồ ăn mình tới rồi đúng nè. Đây các bạn. Ăn đi. Rồi mời mọi người ăn nha. Mọi người ăn nha. Đây. Đây là cái món gọi là hamburger ở tại New York. Hôm qua New York mời đi ăn sướng. À, rất là burger. Ở trong là bỏ miếng thịt này là thịt bò hả anh? Mỹ đen mình nó khoái burger. À. Anh nói gì vậy? Anh nói Mỹ đen gì? Ông bên cạnh hiểu không? Mỹ đen mà. Ăn mai. Má hiểu tiếng Việt chứ. Rồi. Trời ơi, đây cái bắp tay của ổng nữa bạn. Đây cho bạn coi cái bắp tay của ổng là một cái gan tay của mình 20 cm thì ổng cỡ tầm 25 cm cái bắp tay các bạn. Đây bắp tay của mình với ổng là để cho so cho dễ hiểu. Cái bắp tay của ổng là cái đùi của mình. Cái đùi của anh vô đi điện là đùi của mình cộng lại là bằng cái bắp tay của ổng. Toàn là dân tập tới hình đùi gì mà teo réo. Rồi ăn thử miếng hamburger tại New York cái rồi. Mình đã ăn thử hot dog rồi này nọ các kiểu, bây giờ sẽ ăn thử burger đi. Burger tại New York nhìn nè. Nó chơi nguyên hành tây luôn. Không bỏ hành tây vô trong này luôn. So you want to run up now? Yeah, I'll tell her how to bring you up for the full fry. Please, I pay her. Thank you.
Đúng không miếng. Mà nhiêu cái vậy? Mềm lắm, ngon lắm. Biết chết liền á. Nó không cầm thỉ, toàn bạch kim với vàng rồi, không cài bao bình. Tại có mấy chục bạc. Mua đồ không nhìn giá. Đây, ngay là mua đồ không nhìn giá. Mà khi mà nó lên tới một đồng là nó đúng không? Không, là bay quyền cái tiệm này luôn. Đúng không? Mình vô là đuổi hết ra. Đúng không anh? Ra tao ngồi tháng. Ừ, đúng rồi. Coi phim là coi nguyên rạp. Đi qua nữa thằng tự do là coi đi nguyên phiền. Một mình coi thôi, được không? Ừ, đúng rồi. Âm thầm mưa chiều coi, lý nó đi à. Nên là tính im im làm. Tưởng cho đam mình boy coi lắm á. Im im mình tính im im. Nó im giàu không, năm nay cũng còn làm tiết lộ hết bạn đó. Lúc tức rất là kì. Nhưng biết sao vài bữa chuẩn bị mình 2 tuần tới nữa, thực ra cái khoảng 2-3 tuần ra cái NFT. NFT rất là mạnh. Người ta nguyên một cái, tức là Diamond Boy, Diamond Hand Army. Mình create 10,000 cái như vậy. Bán NFT dùng Diamond coi, Diamond Boy coi để mua. That would be big. Ngon lắm, tức là nghĩa là tạo giá trị cho tầm tiền đó mình sử dụng được đó, đúng không anh? Sau cái đó xong đó là mình làm cái concert này. Bắt đầu mình tạo, tại vì nó đang build cái nó đang build cái ticket đó. Cái này chút nữa mình sẽ nói sâu trên liên trên đảo đi. Cái nó hấp dẫn. Rõ này. Nói về vấn đề. Ai mà boy coi. Ok. Dạ ăn đi, tranh thủ ăn cái này, tranh thủ ăn thoải mái chút nữa tiếp. Ok bạn, sau khi ăn hamburger xong mình với anh vô dây điện sẽ đi tàu điện ngầm thử coi ai chạy nhanh hơn bạn. Bà mẹ đeo gì xong đi. Đó mới nói đồng coin chưa lên 10 triệu mà Khoa đã mua đứt cái đồng coin này rồi. Mua đứt luôn á. Tôi thấy mà đẹp bao tiêu rồi. Giờ chạy nha, thôi chạy nha. Có biết đường đi tàu ngầm không anh? Bây giờ hỏi thổ địa đi, chứ hỏi luôn sao biết. Hỏi địa đi. Thổ địa bây giờ mình sẽ đi đi đường nào đây? Vô. Đi nào? Ủa bây giờ chưa muốn đi đâu? Muốn đi subway tới chỗ mà... Được, nó tới tượng thằng Tự Do á. Tượng thằng Tự Do á. Được rồi. Đi subway and then we take the... Grand Central. Oh, that's... So we need to go Grand Central now? You know, you from here? No. You're not from here. I say go to Grand Central, be safe. Unless you go right down here, the steps. Did you take this as a bus now? Phải đi xe bus nữa, chơi luôn. Đúng rồi. Hả hả? Đi đi ngầm đi xe bus. Okay. I'll tell you. Wait, sorry. Okay. Okay, ready. Oh, đi xe bus như đồ luôn. Cái này ngày rảnh mà. Đủ Khoa đi đi nữ thần tự do. Mà đợt này tụi mình không đi car service, đi điện ngầm. Cho biết như thế nào? Rồi, đi ngầm kìa kìa. Hình quá mà bắt cóc được thằng... Thổ địa. Thổ địa ở đây. Là hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên. Ở đây toàn là Minh không à? Mấy thằng này tin Minh cũng dễ thương các bạn. Ai đâu. Mình là chuyên gia chụp hình của chị Lê Mẹ Số. Muốn cần chụp hình mà lên New York á. Còn giả tiền nha Mỹ nha. Mình chụp đẹp lắm á, mà nó làm gì á. À đây là mình xuống điện ngầm á hả? Lên xuống ngầm này các bạn, đây đầu tiên xuống điện ngầm luôn nè. Bạn coi tàu điện ngầm nè. Mình coi quay cho bạn coi cái không gian bên này là kè thỉ nè. Giờ sao? Mua bao nhiêu rẻ? Mua chỉ đưa tiền mặt lại cho. Hả? À. Mình có thể đi ra Mexico hả? Chặt bao nhiêu cái? Chặt bao nhiêu cái? Ồ, chặt tới người hả? Ừ. Anh... Vô đây. Đây, thứ hai nè, bảo vệ ổng rồi, giống như chết. Vô. Qua chị. À, vô đi, qua luôn. Rồi. Qua đó đi. Qua dưới, ok. Rồi. Ok. Không hết tiền luôn hả? Sao? Rồi, nó chặt hết thẻ luôn. Chết mẹ hết tiền đó, tôi hết tiền là sao? Hả? Chính quyền. Rồi sao? Chỗ này là nó không cho vô nữa bạn. Full thẻ. Rồi, thằng kia nó đái luôn bạn. Bạn coi thằng kia nó đứng nó đái luôn. Quyền. Đây. Go. Okay, thank you. How much is it? Để nó kẹp lại cho. One more. Đây ở tại New York các bạn, tàu điện ngầm lần đầu tiên mình đi tới. Bữa nay mình xài credit card không đâu, xài Apple Pay đâu. Trời ơi. Okay, tụi mình bắt đầu đi tàu điện ngầm. Cái là đầu tiên đi subway.
bên Mỹ. Mình cũng làm đi sân bay bên Mỹ luôn. Đây là nó đi gần đụng đầu đó. Trời ơi, đây là cao không? Đây gì mới dám đi tàu điện ngầm mà thật sự ở bên New York mà không có bodyguard đi theo là tàu dám đi xuống gì đúng không anh? Đây là nó cướp. Nó bắt ngầm luôn. Nên đó là sao mình qua Mỹ tới còn nửa năm trời mình chưa bao giờ bước chân dép xuống chân xuống này luôn. Nó chặt tay hả anh? Xong nó cắt cổ hả? Nó giật á. Căng gì chặt, nó tới cửa phải nào tao cho mày đi. Mày tha mày tha. Rồi ôi. Đó. Cho bạn coi phía trước coi thử coi nè. Đây, 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 phía này. Đó. Wow, rộng quá ha. Mày ở dưới này rộng ghê em. Lầu tiên xuống hầm dưới dưới luôn. Mà có mấy lạnh ghê, cũng đâu có nóng lắm đâu. Tùy cái chương trình. Luôn mà sạch sẽ. Đó. Nhưng mà có vài cái nó hơi chật hẹp một tên đó. Rồi, à. Rồi cái tay dưới này là rồi xe nằm ở đâu? Dạ, ở dưới chứ. Bây giờ mình đang đi tới Đàm Trần. Bên Hồng Kông á, nó cái bên đúng rồi Hồng Kông. Anh Hồng Kông chưa? Đúng. Dạ, đúng rồi, nó lớn. Mà nó làm chi chích thích, cái chi chích thành phố luôn á. Đúng rồi. Hey, what are we doing? Would you go? See train downtown? Oh, see the downtown. See train? Yes, sir. I think it's the... Nếu làm sao mà biết được, làm sao mà mình biết được từ cái tàu nào ha? À, nó phải có cái map. Cái đoạn nào nó phải có cái map ha? Nó phải có cái map. Bên Nhật nó làm rồi map rồi đi bài bản lắm. Mà dưới này mà... Này Kelly có không? Này có Kelly có không anh? Không có internet, không biết nữa. Kelly có không anh? Không có cái ly quá tự ngầm hả? Không, ở dưới em không có chứ. À. Rồi. Anh Bình đi lần nào chưa anh Bình? Hả? Anh đi dưới này là chưa? Chưa luôn. Lần đầu tiên. Chào lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên đi xe. Thật sự là cái băng cái văn hóa của Mỹ là đi ô tô. Hàng nè, có đồ ăn nè. À. So we go so we are the way that's right. Ờ, hướng bên kia là có thêm cái cổng nữa rồi các bạn. Đó. Thôi giờ đi qua đây. Xuống nữa ha. Brooklyn. Đây xuống này các bạn, Brooklyn là một trong cái quận của New York nha các bạn. Đó. Nếu mà chạy mình coi về mi với khoa cái nào chạy lại hơn nè. Đây ra, đây giật á. Đây là tàu điện ngầm ở tại Mỹ. Oh. Bên này, đây các bạn giờ đi lên. À. Quý vị mình là Khoa Bức và cả nhóm đang chuẩn bị lên tàu. Đi ngầm. Có nhân viên John đi đen. Ở đâu? Mình đây ha. Đi đâu đây? Ngồi đây đi. Anh ở bên đây ngồi đâu? Hey you man. Yes sir. Hey guys. Ngồi giữa đây. Oh. New York will take you. I shall pick you. Diamond boy. I know man. Right. Yes sir. Okay. Okay, quý vị mình đang trên đường đi tới nữ thần tự do. Có ông mở on vậy? Đây. Từ on. Này nghe on rất khỏe ha. Tụi mình đang chuẩn bị đi nữ thần tự do. Thay vì tụi mình đi bằng xe hơi, thì mình với Khoa chọn đi bằng tàu ngầm để cho mình biết dưới lòng đất của New York như thế nào. Tụi mình đang ở dưới lòng đất của New York. Nghĩ sao? Chú nghĩ sao? Đấy, nhìn nguy hiểm quá anh đi với anh gì này nọ mà em dơ trước đó không? Thật sự là cái cảm giác đi tàu điện ngầm tại Mỹ á. Thật sự là cái cảm giác đi tàu điện ngầm với Mỹ nó nguy hiểm kiểu gì các bạn? Giống như là nó không an toàn giống như bên lại đi Nhật, lại đi Hàn, đi đồ. Đúng rồi, nó có vẻ. Ok. We live in here or still? Oh no, stay still. Đây bảo vệ mình rất sợ. Chào mọi người, ghé anh ngồi. Vô chứ chạy. Gây không, gây phải chuyên nghiệp không ạ? Đúng rồi, mình dân chuyên nghiệp mà. Dân chuyên nghiệp. Thì mình đi đoạn, mình đi khoảng bao xa ta? Cái đoạn này không biết là cỡ 10 phút. 10 phút rồi tàu, nhưng mà cái này hơi dơ đúng không? Ừ. Tàu thì nó 5 phút. Nó hơi cũ các bạn, thật sự.
Ok, giá này em chặt là bao nhiêu tiền một lần đi để biết khán giả biết. $2 một người. $2 Mỹ. Có $3 một người. $3 một người. Nhưng mà nếu $2 vậy là đi thoải mái luôn đúng không? Dạ, đúng. Nếu rảnh lên đây cứ ngồi tàu này qua tàu kia đi thoải mái luôn. À. Nằm ngủ cũng được nữa hả? Mà nếu mà quý vị thấy Khoan ngồi đây cả ngày là biết rồi đó. Không có gì là bỏ 2 lòng 75 lên tàu ngầm đi cả ngày. Mà New York á là thời động tàu ngầm là gọi là hiện đại nhất ở tại Mỹ luôn rồi đó anh. Nó không hiện đại nhất. Thực sự mình nói tại vì nó build quá lâu rồi. Đúng rồi. Cái hệ thống tàu này ở Houston cũng có hệ thống tàu ngầm. Có không? Này. Có. Mà nó nhỏ hơn nhưng mà nó mới sạch sẽ hơn. À. Mà nhưng mà cái này kiểu như là nó chảy dài hết các quận, chảy hết các quận của New York. Nó lớn, anh nói mình nói nó lớn. Đúng rồi. Các quận New York. Xuống này cái mình rối mình nói nó lộn nó lớn chứ phải nó hiện đại nó lớn nhất ở tại Mỹ. Và nó điêu lâu đời nhất. Đúng rồi. Của nước Mỹ luôn. À. Mà mình không hình dung ra được ha. Nguyên dưới lòng đất cơ nguyên của hệ thống. Đúng rồi. Đó mấy em đi mặc nguyên set LV lên đây luôn hả? Ok. Lên lầu. Đúng mà bạn biết trên lầu này là mình đang cơm chung số mấy. Cơm số mấy. No. Đây các bạn. Quá. À. Ôi, đi xe buýt nữa hả em? Xe buýt nữa. À, bạn giờ đi xe buýt tiếp nữa. Sau qua tàu lửa sẽ đi xe buýt, rồi đi xe buýt xong sẽ lên đi gì ta? Xe buýt là sẽ đi bộ, đi tàu thuyền. Tàu. Kiểu này hai team anh em mình là đi tới kia ta dẹp tiệm các bạn. Người ta dẹp luôn cái tàu 2 giờ chiều là kết thúc nha anh. Ồ 2 giờ chiều hả? À. Còn 1 tiếng nữa đó. Rồi giờ không kịp đi xe về đi. Hả? Ủa 1 giờ mất rồi. 2 giờ đóng hả? 2 giờ là cái chuyến cuối cùng để mình đi bắt thuyền để mình đi qua đảo. Ok giờ không kịp rồi. Về đi xe ấy đi. Đi hả? Đi Uber đi. Sao hả? 2 giờ đóng đi xe bus xe nó chạy đó. Cái đi Uber đi ha. Ok để lấy Uber. À. Tính là xe buýt mà thấy kiểu này nhây hồi là đứng ngó tử thần tự do là bên xa đó nha. Đúng rồi. Ok bạn, sau khi đi tàu ngầm xong bây giờ mình với anh Johnny sẽ đi bằng xe VR van này để đi qua bên cái bến tàu lên tượng thần tự do các bạn. Tính là xe buýt mà hết giờ nhây quá, tim hiện ổng 10 giờ sáng bây giờ biết nhiêu không, 1 giờ chiều. Đúng rồi, mình sáng giờ. Ok let's go. Đó, cứ để cho em ấy. Đây vô đây bên em muốn về tao vô nha. Rồi. Ok chưa? Em lo nha. Đây. À. Ok. Đây là gọi là gì anh? Như bờ hả? My police again, take it. Give me take it. New York City have new news. Don't be lazy, man. You sit not, there, I, man. I put the seatbelt on. He can go some other stuff right now. Are you too short? Maybe in 10 minutes we'll be there. Yeah. Tao quá ngọt. You can back. You can back up the chair. It's not the chair, it's the seatbelt. Không, ở đây là nghi bò bên Mỹ. Ticket right New York. Yeah.